xin ca tụng kinh mừng Thánh Giuse. Nguyện người thương chở che, nguyện người thương gìn giữ những tâm hồn con cái đang gặp khó khăn. Xin ca tụng kinh mừng Thánh Giuse. Người hằng luôn cầu thay, người hằng luôn nguyện giúp cho mọi người đến với Chúa nguyện xin. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Yêu mến Chúa hết lòng, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành, yêu mến nhau trọn đời, luôn trung thành, yêu mến nhau trọn. Trích sách Châm Ngôn. Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuận che chở kẻ nương tựa vào người. Ngươi chớ thêm điều gì vào lời Chúa, kẻo ngươi bị trách cứ và bị coi là kẻ gian dối. Con xin Chúa hai điều này, và xin đừng từ chối trước khi con chết. Xin hãy loại xa con sự dạ trá và lời gian dối. Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có. Xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ. Kẻo khi no đầy, con bị mê hoặc mà chối Chúa rằng: Chúa là ai? Hoặc vì túng thiếu, con đi ăn trộm và làm ố danh Thiên Chúa của con. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Ai giữ lời Chúa Kitô thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Alleluia, alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: khi đi đàn, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy vũ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ. Các ông liền đi rạo khắp các làng mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta vừa nghe đoạn phúc âm theo Thánh Luca.
chương 9, trong tuần thứ 25 mùa thường niên. Chúa chọn 12 tông đồ. Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ nhân loại. Nhưng mà Ngài chỉ ở trần gian có 33 năm thôi, rồi Ngài về trời. Trước khi Ngài về trời, Ngài thành lập hội thánh với 12 tông đồ. Dĩ nhiên là mất một người là Giuđa. Sau đó Matthia đã thay thế cho Giuđa để cho chúng ta biết Thiên Chúa đã chuẩn bị dân Chúa từ trong Cựu Ước với 12 chi tộc. Thì ở đây Chúa chọn 12 tông đồ để xây dựng dân Chúa mới bằng máu giao ước của chính con một Thiên Chúa đến với nhân loại. Và đây là sức mạnh của nước Thiên Chúa, là chính Chúa Giêsu. Và Ngài đã trao cái sức mạnh đó cho các tông đồ trước tiên, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và có quyền năng để chữa lành bệnh tật. Và từ đó, các tông đồ được sai đi khắp nơi, rảo khắp các làng bạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Cho nên từ những câu đầu tiên cho những câu cuối cùng là các tông đồ đi thực hiện những lời mà Chúa Giêsu truyền. Rồi ở giữa Chúa Giêsu bảo các ông đi rao giảng Đức Thiên Chúa thì đừng có bận tâm chào hỏi người này người kia rồi mang cho thật nhiều đồ. Cứ một người mà mang cả một cái kho tàng đi thì làm sao mà mang nổi. Và chúng ta biết Chúa bảo là không mang gậy, mang bị, mang bánh, mang tiền, cũng đừng mặc hai áo. Tức là sống một đời sống rất là đơn giản. Càng đơn giản càng tốt, không quá nô lệ cho vật chất. Đến độ mà không có những cái phương tiện vật chất thì không truyền bá tin mừng được. Thì điều đó là sai lầm. Các tông đồ đã ra đi. Ra đi với lòng tin tưởng vào Chúa, tín thác vào Chúa, ra đi với tác động tình yêu của Chúa Thánh Thần để mang tin mừng của Chúa đến với mọi người. Các con vào nhà nào thì ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Để những ai tiếp đón thì họ nhận lãnh ơn cứu độ của Chúa. Còn những người từ chối thì làm chứng tố cáo họ bằng việc vũ bụi chân lại. Đây là một cái hình thức để cho biết rằng các tông đồ đã đến loan báo tin mừng cho họ mà họ không nghe, thì đó là phần tự do của họ, phần của mỗi người chúng ta. Tin vào Chúa, tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã chết và sống lại. Các tông đồ đã ra đi loan báo tin mừng của Chúa và làm chứng bằng chính mạng sống của mình. Các tông đồ phải chấp nhận chịu tử đạo, bị giết chết vì rao giảng tin mừng của Chúa. Các ngài không sợ. Nếu các ngài cứ sợ hãi đóng cửa trong nhà hoặc là đi tìm cách sống một đời sống giống như mọi người an phận thủ thường, thì có ai sẽ tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa đây? Và sau 2000 năm chúng ta có thể nghe kể lại cái câu chuyện về Chúa Giêsu, nhưng là bao nhiêu câu chuyện khác cũng giống như vậy. Người ta cũng kể đi kể lại rồi cũng chẳng có gì xảy ra. Mà ở đây là bắt đầu cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa Giêsu, mà Ngài là đầu. Những ai tin thì được gia nhập vào trong vương quốc của Chúa. Tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và Ngài thành lập một hội thánh với 12 tông đồ để hội thánh đó tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa. Hội thánh đó không có bị mai một hoặc là bị tiêu diệt qua những cuộc bắt hại, nhưng hội thánh đó vẫn mỗi ngày một phát triển, dù có gặp rất là nhiều thử thách từ những tấn công ở bên ngoài như là bắt đạo hoặc là cấm truyền bá tin mừng của Chúa, rồi tới
thời đại của chúng ta, người ta muốn phá hội thánh từ bên trong, nghĩa là gieo những lạc thuyết sai lầm, để rồi có nhiều người tin vào Chúa rồi, bây giờ mất niềm tin bởi vì những tư tưởng sai lạc. Và hơn bao giờ hết, thời đại của nền văn hóa sự chết, nó làm cho bao nhiêu người nghĩ rằng là chỉ cần tin vào Chúa, đọc kinh thánh mà thôi, đọc một mình kinh thánh thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì Chúa đã thành lập một hội thánh để trao tất cả kho tàng mạc khải, kho tàng lời Chúa, kinh thánh cho một hội thánh, để hội thánh đó sống và loan báo tin mừng, chứ không phải là chỉ là một cái cuốn sách tin mừng suông, mà đây là một tin mừng sống động Chúa khắc ghi bằng chính tác động của Chúa Thánh Thần trong lòng của mỗi người chúng ta, để chúng ta sống và làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa, chứ không dừng lại ở cái nhìn theo cái kế hoạch xây dựng vương quốc kiểu trần thế, mà đây là một vương quốc của Chúa Kitô bằng tác động tình yêu của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã làm việc, đã hướng dẫn hội thánh, không phải tài năng của các tông đồ nói hay rồi có nhiều mánh khóe để lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu, mà đây là tác động của Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thánh mọi ngày cho đến tận thế. Đó là điều quan trọng mà mỗi người chúng ta phải ý thức, để ngày hôm nay những cái mà chúng ta quá chú ý ở bên ngoài, nhà cửa tổ chức một cách hoành tráng nào đó ở bên ngoài mà không có chiều sâu nội tâm, thì chúng ta hãy cẩn thận, mọi cái có thể mất đi, niềm tin có thể bị mất đi khi gặp những cái tư tưởng hưởng thụ và cái hào nhoáng bên ngoài ở trần thế này, nó ảnh hưởng tới. Cho nên hơn bao giờ hết, giữa bao nhiêu thử thách của thời đại chúng ta phải ý thức rằng Chúa Thần vẫn đang hướng dẫn hội thánh để mọi quyền năng, sức mạnh của Chúa ban cho. Hội thánh có quyền trên ma quỷ để loan báo tin mừng của Chúa, vì hội thánh đã đón nhận lời chân lý của Đức Kitô để đem lại sự sống đời đời. Còn những lời của con người trần gian, người ta phổ biến đủ cách cho những người trần gian nổi tiếng, nhưng mà những gì của họ nói, họ làm để mọi người chú ý trên phim ảnh, trên chính trị, kinh tế, rồi cũng sẽ qua đi. Bởi vì chính họ cũng không làm chủ được mạng sống của mình, thì làm sao mà có thể đem lại cái sự sống đời đời và hạnh phúc đời đời cho mọi người được. Đó là vấn đề của thời đại chúng ta. Vì vậy, sau bao nhiêu cái khủng hoảng của văn hóa sự chết, chúng ta hãy tìm về cái nguồn sự sống, nguồn tình yêu, lời chân lý đích thực để đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc đời này và đời sau, nhờ lời của Chúa, nhờ chính Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và Hội Thánh của Chúa phải luôn luôn loan báo tin mừng của Chúa, chữa lành những bệnh tật trong tâm linh, tâm lý, thể lý của con người thời đại chúng ta, nhờ Chúa Giêsu Kitô, nhờ quyền năng của Thiên Chúa ban cho. Đó là cái hạnh phúc của chúng ta khi chúng ta có Chúa Giêsu. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp chúng ta hiểu và tìm kiếm lời chân lý của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, và chúng ta sống để làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Nhờ đó chúng ta không còn nô lệ cho tiền bạc, danh vọng, lạc thú và bao nhiêu những cái xáo trộn trong tâm linh, tâm lý, đời sống, gia đình, xã hội ngày hôm nay. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Chúa. Amen. Ngày công nay, xin Chúa hãy sai con.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 9, lễ kính thánh Elzia và Chân Phước Delphina. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe tiểu sử của thánh Elzia và Chân Phước Delphina với giọng đọc của Teresa Mai Phương. Ngày 25 tháng 9, Thánh Elzia, năm 1286 đến năm 1323, và Chân Phước Delphina, năm 1283 đến năm 1358. Đây là cặp vợ chồng duy nhất của dòng Francisco được chính thức phong chân phước và phong thánh. Ông Elzia xuất thân từ một gia đình quý tộc ở phía nam nước Pháp. Sau khi lấy bà Delphina, thì ông mới biết vợ mình thề giữ đồng trinh trọn đời. Chính đêm tân hôn, ông cũng đã thề như vậy. Vào lúc đó, ông Elzia là bá tước của Ariano và là cố vấn cho công tước Charles của Calabria ở phía nam nước Ý. Elzia cai quản lãnh thổ của mình trong vương quốc Naples và ở phía nam nước Pháp với sự công bằng. Hai ông bà Elzia và Delphina gia nhập dòng ba Francisco và tận hiến trong công việc bác ái cho người nghèo. Hằng ngày,
có đến 12 người cùng ăn với họ. Có một bức tượng Thánh Elzia diễn tả Ngài đang chữa người cùi. Lòng đạo đức của họ đã ảnh hưởng tất cả mọi gia nhân trong nhà. Hằng ngày, họ đều tham dự thánh lễ, đi xưng tội hàng tuần và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Sau khi ông Elzia chết, bà Delfina tiếp tục công việc bác ái trong hơn 35 năm nữa. Đặc biệt, bà có công trong việc nâng cao trình độ luân lý của triều đình vua Sicily. Hai ông bà Elzia và Delfina được mai táng ở Ap, nước Pháp. Ông được phong thánh năm 1369 và bà được phong chân phước năm 1694. Tình yêu Giê-xu, tình yêu cao quý vô cùng. Vì yêu thương con, Chúa chịu trăm ngàn khổ đau. Chúa yêu con người, chấp nhận gái trông, sắt son tấm lòng. Chỉ một tình yêu thôi, một tình yêu thiết tha, một tình yêu thiết tha. Dẫu cho con là bụi chó đáng gì, thì Ngài vẫn mãi yêu con. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình yêu dám quên đời mình, là mỗi tình Chúa yêu con người. Ngàn năm qua đi, biển xanh cứ mãi xanh màu. Ngàn năm qua đi, thế trần dẫu nhiều đổi thay, nắng mưa phai nhòa bước đường con đi. Chúa theo con từng dẫu nhịp thời gian trôi, tình Ngài yêu mãi thôi, tình Ngài yêu mãi thôi. Trái tim con này nguyện trao hiến Ngài, chọn niềm tin quyết không phai. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình yêu dám quên đời mình, là mỗi tình Chúa yêu con người. Chỉ một tình yêu thôi, chỉ một tình yêu thôi, tình yêu Thiên Chúa yêu, là yêu con người. Chỉ một tình yêu thôi, chỉ một tình yêu thôi, tình yêu Thiên Chúa. Đài Phát Thanh
lòng Chúa thương xót. Xin kính mời quý thính giả nghe các truyện kể về Thánh Giuse qua diễn đọc của Anna Thúy Dung. Maria Bích Vân. Phêrô Đức Thành. Liệu lý công việc. Thánh cả Giuse đã rõ ràng can thiệp vào đời sống của cô Sophie Erisman, một tín đồ thể phản giáo ở Bader, nước Đức, đã trở lại công giáo. Từ ngày trở lại đạo, cô nuôi một lòng sùng kính thánh cả Giuse rất nhiệt liệt. Và thánh cả cũng ở ngay bên cạnh cô để giúp đỡ cô khi cần thiết. Sau một cơn bệnh rất nặng, trong đó suốt 3 ngày, cô bằng bạc nằm im. Người ta ngỡ cô đã chết rồi. Bỗng nhiên, cô vừa kêu lớn tiếng vừa tỉnh lại. Cô kể rằng cô đã ra trước tòa chúa phán xét. Ma quỷ làm nguyên cáo và thánh cả Giuse làm trạng sư. Hễ quỷ tố cáo cô lần nào là thánh cả lại biện hộ lần ấy. Sau cùng, Chúa tuyên án cô như sau: hãy vào hưởng nguồn vui của Chúa con. Cha giải tội của cô cũng được thị kiến y như vậy về cô. Rõ rệt đến nỗi khi cô Sophie muốn kể lại hết cho ông thị kiến của cô, thì ông ngắt lời cô mà nói: đợi đó, để tôi kể hết phần sau cho. Về sau, cô đến cư trú tại thành phố Pforzheim, một thành phố dân chúng phần lớn theo thể phản giáo. Cha quản xứ, đồng thời cũng là cha giải tội của cô, nhờ cô lập cho 2 trường học. Cô vâng lời thực hiện, và chính thánh cả Giuse là vì góp công giúp một phần lớn trong công việc. Khi thiếu thốn vật liệu nào, mà thường là thiếu luôn, thì thánh cả Giuse lại can thiệp cho công việc xuôi chảy. Một hôm, người chủ nhà là người thể phản giáo đến đòi tiền thêm 200 đồng mark nữa vào giá thuê 2 trường học. Không tìm đâu ra số tiền lớn đó, cô Sophie đành phải đi tìm một nơi khác để thiết trường. Nhưng cũng uổng công, cô chẳng tìm đâu ra tiền cũng như đất. Thế là cô thắp nến lên trước tòa thánh cả Giuse. Tất cả các cô giáo và học sinh bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu xin đó đã được thẩm nhầm. Có một quả phụ nọ giàu có mà lại không có con cái, đến gặp cha quản xứ. Bà kể lại với cha rằng, suốt đêm vừa rồi, bà không sao ngủ được. Ý như cứ nghe tiếng thánh cả Giuse nói luôn mãi: xây một ngôi nhà làm trường học đi. Bị ý tưởng đó thu hút, bà bắt đầu đi tìm nhà. Và bà đã tìm được ngôi nhà đẹp ngay trong cùng một khu phố với nhà thờ. Bà quyết định mua lại và dâng cho cha xứ làm trường học. Thế là đúng ngày 1 tháng 10, ngày hết hạn thuê nhà của người thề phản, trường học được thiết lập trong ngôi nhà mới mua ấy. Một lần khác, cô Sophie hết sức cần có vải để làm màn gió che cửa sổ lớp học, ngăn cản những đứa trẻ con thể phản rất láo cứ đến nhìn qua cửa sổ trêu chọc học trò của cô. Cô liền cầu xin thánh cả Giuse. Ôi thánh cả Giuse, chúng con cần 11 đôi màn gió
mà không có đồng tiền nào cả. Cha xứ cũng chẳng đào đâu ra. Vậy thì xin thánh cả giúp cho chúng con đi. Thánh cả phải liệu cho chúng con đấy. Tại Baden Baden, người ta mời một linh mục đến làm các phép sau hết cho một ông nọ sắp qua đời. Làm các phép xong, linh mục nán lại phòng ông để đọc kinh Nhật tụng. Bỗng nhiên, bệnh nhân nói với linh mục: "Thưa cha, cha không thấy thánh cả Giuse ở đầu giường con sao? Thánh cả bảo con rằng gửi ngay tấm vải trong tủ của con cho trường học công giáo ở Forzheim. Trường ấy đang cần đến. Đây, con có 10 đồng mark nữa, cho thêm cả vào đấy. Và nhờ cha xin học trò cầu nguyện cho con." Linh mục đó gửi vải và tiền, kèm theo thư giải thích cho cha xứ Perforzum. Số vải đó vừa đủ làm 11 đôi màn gió. Lại lần khác nữa, cô Sophie cần có ngay 50 mark. Cô viết lời xin gửi cho thánh cả Giuse mà cô nhận làm quản gia của cô và đặt dưới chân tượng thánh cả. Hôm sau, một ngày thứ tư, bà bếp ở bệnh viện đến tìm gặp cô. "Thưa cô có cần tiền không ạ?" "Tôi đang nghĩ đến có một số tiền to khá đấy bà." Bà bếp liền kể lại cho cô rằng: "Đêm vừa rồi trời sáng trăng, bỗng nhiên tôi thấy cửa phòng tôi mở ra, và tôi nhìn thấy thánh cả Giuse vào phòng tôi. Ngài y hệt như pho tượng ngài ở nhà thờ vậy. Lúc đó tôi không biết mình ở đâu, tôi ngủ hay tôi thức nữa. Rồi tôi nghe có tiếng nhỏ nhẹ nói với tôi rằng: đem 50 mark biếu cô Sophie Irisman, cô ấy đang cần đấy. Và bây giờ tôi đem số tiền ấy biếu cô đây." Cô Sophie không nói được nên lời, chỉ đưa cho bà bếp xem giấy tờ cô viết cho thánh cả Giuse, xin liệu cho 50 đồng mark. Thật, bao giờ thánh cả cũng đến giúp cô đúng lúc như vậy cả. Lạy ơn Đức Chúa Trời là đấng thượng trí vô cùng, đã chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng rất thánh Đức Mẹ. Thì chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con được lòng kính ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, cho đáng được ơn người bầu cử chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Dù đời bôn ba, dù khó khăn xin trung thành. Lạy Thánh Giuse dạy con vững niềm tin, xin luôn phó thác vững lòng.
xin ơn an hòa, xin ban xuống muôn nhà. Đài Phát Thanh xin thông báo. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót có tổ chức chuyến hành hương và tĩnh tâm tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 2 2025 đến 22 tháng 2 2025 và chuyến hành hương Brazil Argentina từ ngày 21 tháng 4 2025 đến 28 tháng 4 2025. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website radioltxc.org hoặc gọi cho chị Lan Chi số phone 405-973-6348. Chân thành cảm ơn quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Cha Tôi, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của tác giả Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền do Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Cecilia Vân Yên. Tôi ngạc nhiên đọc lại bài suy niệm của Ngài. Bài này được viết vào năm 1987. Trong thời gian Ngài còn ở tại căn nhà biệt lập trên đường Hòa Mã, Hà Nội, tức khoảng 10 năm trước. Nhưng nội dung lại rất hợp thời. Như thể Ngài mới viết trong thời gian gần đây. Hóa ra thao thức về công bằng, về nhân quyền và hòa bình ở nơi Ngài, không cần phải đợi đến khi có công việc ở Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình mới được Ngài quan tâm đến. Có thể nói những thao thức này đã đâm rễ sâu trong cuộc đời Ngài, bởi vì Ngài đầy Chúa, luôn sống tâm tình của Chúa. Một tâm tình yêu thương trọn vẹn, luôn muốn con người được sống hạnh phúc. Và tâm tình đó thúc đẩy Ngài hành động, cũng như động viên mọi người cộng tác để góp phần xây dựng nước Chúa, xây dựng một trời mới đất mới, nơi Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt và là nơi không còn chết chóc, đau thương, sầu khổ. Điều này đã được biểu lộ rõ rệt trong thời gian Ngài làm giám mục Nha Trang, qua việc tổ chức phong trào công lý và hòa bình trong giáo phận lần đầu tiên năm 1969, và sau đó dần dần lan qua những giáo phận khác. Với tổ chức này, Ngài huấn luyện người giáo dân ý thức trách nhiệm đem giáo hội vào trong thế giới và đem thế giới về với giáo hội, bằng công việc phát triển và xây dựng một xã hội
công bằng và an toàn hơn. Để nhờ đó, mọi người được sống xứng đáng với phẩm giá con người. Vì thế, khi được Đức Giáo Hoàng tín nhiệm đặt Ngài vào Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Ngài cảm thấy thật vui mừng. Vì công việc này rất phù hợp với những thao thức mà Ngài đã ôm ấp từ lâu. Ngài chia sẻ: Đức Thánh Cha đầy chúa thánh thân thiệt, Ngài giao cho cha công việc đúng với sở trường của mình quá. Chỉ có điều, ngày trước ở Nha Trang, hoạt động cho công lý và hòa bình của mình cũng giống như cá bơi lội trong hồ nước thôi. Còn bây giờ, như cá được thả vào đại dương với môi trường hoạt động thật bao quát. Tất nhiên, đại dương bao la rất dễ làm cho mình choáng ngợp. Nhưng cha nghĩ, từ từ, rồi Chúa sẽ dẫn mình đi đến nơi nào Chúa muốn và chỉ cho mình công việc nào phải làm. Nếu mình hoàn toàn phó thác, tin tưởng vào Chúa và cố gắng hết sức. Thành thử trong thời gian này, nói là làm việc công lý hòa bình, nhưng thật ra cha cầu nguyện nhiều hơn là làm việc. Và những chia sẻ này đã giúp tôi nhìn lại những công việc Ngài đã thực hiện trong chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Trong một nhãn quan khác, một nhãn quan không dựa vào thành công hay thất bại, cũng không đặt trên số lượng, nhưng trên nền tảng của cầu nguyện và quyết tâm hy sinh. Ngoài những công việc thường ngày ở văn phòng, theo thứ tự thời gian trong năm 1995, Ngài tham dự và phát biểu tại Đại hội về gia đình tại Monterrey, Mexico vào giữa tháng 5, rồi sau đó về lại Roma để thuyết trình về nợ quốc tế do Đại học Laterano tổ chức, gặp gỡ các giám mục Âu Châu đặc trách Ủy ban Công lý và Hòa bình để thảo luận về vấn đề mục vụ xã hội vào đầu tháng 10, và sau đó giảng cho những người phụ trách việc huấn luyện chúng sinh tại CIAM. Rồi chỉ một tuần sau, đến Loreto họp mừng kỷ niệm 30 năm, công bố hiến chế vui mừng và hy vọng. Họp đại hội các giám mục vùng Tây Phi nói tiếng Anh, viết tắt là AECAWA, Association of Episcopal Conferences of Anglophones West Africa, tại Egunu, Nigeria, vào tháng 11. Cũng trong tháng này, giảng liên tiếp cho hai giáo phận Ciata di Castello và Trieste. Đến tháng 12, họp Đại hội Quốc tế về đề tài Thuyết trần tục hóa và tự do tôn giáo, Secularism and Religious Liberty. Và cuối cùng, thăm viếng và giảng tại Cộng đoàn Saint John ở Thụy Sĩ. Trong năm 1996, Ngài đến Mönchena ở Đức để giảng và giới thiệu cuốn sách Đường Hy Vọng bằng tiếng Đức vào tháng 2. Đi Los Angeles để giảng tại Đại hội Giáo lý vào tháng 3 với đề tài Sức mạnh giải phóng. Tham dự cuộc họp về hiến chế vui mừng và hy vọng tại Chicago vào tháng 5. Giảng cho các linh mục quốc tế tại Fatima vào tháng 6. Đi Dusseldorf ở Đức vào tháng 9. Giảng tại Venezia ở Ý, Lyon, Pháp và Viên tại Áo vào tháng 10. Họp công nghị tại văn phòng của hội đồng để thảo luận chương trình dài hạn và nghiên cứu về đề tài Thách đố dân chủ, những giá trị luân lý và đời sống chính trị vào tháng 11. Và rồi vào tháng 12, tham dự đại hội các chủ tịch nghiệp đoàn thế giới để duyệt xét tương quan lao động giữa chủ và thợ. Trong năm 1997, trong tâm tình cùng với toàn thể giáo hội chuẩn bị năm thánh 2000,
Ngài đi đến nhiều nước Âu Châu như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, cũng như Mỹ và Úc, để mời gọi mọi người thông hối, canh tân cuộc sống, xây dựng công bằng xã hội theo tinh thần tông thư ngàn năm thứ ba của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mặc dầu không đến được Paris để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 như dự tính, vì phải vào bệnh viện Gamaliel mổ soạn thận, Ngài đã cho xuất bản cuốn sách 5 chiếc bánh và 2 con cá, như là một sứ điệp yêu thương dành riêng cho tất cả các bạn trẻ trên thế giới, bằng chính kinh nghiệm sống của mình. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy sống yêu thương, vì chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi thế giới và làm cho xã hội được tốt hơn, công bằng hơn, hòa bình hơn và nhân bản hơn. Đặc biệt trong tháng 11, Ngài đến Paris giảng tại phân khoa triết học của Đại học Sorbonne và tại Đại học các luật sư công giáo của Pháp. Ngài lợi dụng cơ hội này để khéo léo nhắc nhở thính giả biết vận dụng triết học và luật pháp để phục vụ con người. Và đầu tháng 12, Ngài đến giảng cho hội Raoul Fallero, hội người Phong, nhân dịp 20 năm ông Fallero qua đời, để kêu gọi mọi người quan tâm hơn đến những người đau khổ, bị bỏ rơi ở trên thế giới. Và công việc giảng dạy để chuẩn bị năm thánh 2000 vẫn được tiếp tục trong 6 tháng đầu tiên của năm 1998. Trước khi Ngài được Đức Giáo Hoàng cách đặt làm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, thay thế Đức Hồng Y Echegaray vào ngày 24 tháng 6. Đây chỉ là sơ lược về những công việc chính của Ngài có tính cách quốc tế và cho người ngoại quốc trong thời gian gần 4 năm phục vụ với cương vị Phó Chủ tịch của Hội đồng Công lý Hòa bình. Nhưng điều muốn nói ở đây chính là tinh thần cầu nguyện và hy sinh của Ngài khi thực hiện những công việc đó, cũng như những lần trao giảng trước đây với ý thức trở thành sắc tín. Chính Chúa làm hết mọi sự. Chính Chúa đánh động và biến đổi người nghe. Ngài luôn đặt mọi công việc trong bàn tay thương yêu của Chúa. Ngay cả trước khi họp hội hay dọn bài thuyết trình, mỗi lần như thế, Ngài đều bảo tôi cầu nguyện thêm cho Ngài. Và căn nhà nguyện xinh xắn trong nhà lại càng thêm ấm cúng, vì giờ chầu thánh thể của Ngài ban đêm được kéo dài lâu hơn. Trong tất cả những bài thuyết trình của Ngài cho những lần hội họp vào thời gian này, tôi thích nhất bài nói chuyện của Ngài với hội người Phong Raoul Fallero, vì bài này một cách nào đó biểu lộ tình thương đặc biệt Ngài dành cho những người bệnh phong ở Việt Nam, nhất là sau khi Ngài có dịp đến viếng thăm những trại phong ở miền Bắc vào năm 1991 và thấy tận mắt cuộc sống cơ cực cũng như nỗi đau tinh thần cao ngút mà họ phải gánh chịu. Đây cũng chính là tâm tình của ông Raoul Fallero. Khi có dịp chứng kiến những người mắc bệnh phong phải sống cô đơn, xa làng xóm, trong chuyến hành hương đến sa mạc Tamanrasset, nơi cha Charles de Foucault đã sống, đã cầu nguyện và bị giết chết như một chứng nhân của tình yêu, cuộc đời của ông Fallero hoàn toàn thay đổi sau chuyến hành hương đó. Ông quyết tâm làm tất cả mọi sự để đem lại phẩm giá cho những người đáng thương bị xã hội ruồng bỏ này. Ông ta lý luận, nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì hạnh phúc thật là làm cho mọi người được hạnh phúc, và sống thật là làm cho người khác được sống. Và tư tưởng này đã trở thành nguyên tắc hành động cho cả cuộc đời ông. Nói cách khác, yêu thương phải đi đôi với hoạt động. Trong suốt 34 năm hoạt động không ngơi nghỉ cho cuộc chiến chống lại bệnh phong, ông Fallero đã không ngừng kêu gọi lương tâm của con người bằng sách vở, báo chí và nhiều buổi thuyết trình khắp nơi trên thế giới.
ông cũng liên tục vận động với những nhà lãnh đạo quốc gia, chính trị, cũng như tôn giáo khắp nơi, để họ quan tâm đến những người cùng khổ này. Cuối cùng, năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã công bố quyền của những người bị bệnh phong. Một chiến thắng cho những người bị bỏ rơi, không có tiếng nói. Vì từ đây, những người xấu số này được mọi người trên thế giới tôn trọng quyền được sống, được làm người của họ. Và một cách cụ thể, ông Falleroo đã thành lập được một đạo binh bác ái, gồm 56 bác sĩ và 1.500 trợ tá để săn sóc những người xấu số này khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Tính chung, mỗi tháng đạo binh này di chuyển hơn 450.000 km để đem thuốc men đến chữa trị cho người phong khắp nơi. Và ngay chính bản thân, ông Falleroo đã phải đi một đoạn đường dài bằng 32 lần vòng quanh trái đất để phục vụ cho những người mà ông suốt đời yêu mến. Trong tiểu sử cuộc đời ông Falleroo, có hai biến cố đáng nhớ đánh dấu tình yêu thương và quyết tâm phục vụ cao vời của ông đối với người phong. Biến cố thứ nhất xảy ra vào năm 1955, khi ông kêu gọi hai đại cường quốc thế giới thời đó là Mỹ và Liên Xô bằng những lời chân thành như sau. Tôi biết tiền chi phí của mỗi chiếc máy bay đánh bom của quý quốc trị giá 5 tỷ đồng franc. Thay vì làm ra những chiếc máy bay giết người này, xin quý quốc hãy cho tôi số tiền đó, để tôi có thể chăm sóc tất cả bệnh nhân phong trên thế giới. Chỉ cần mỗi nước cho tôi số tiền để chế một chiếc máy bay thôi là đủ. Và biến cố thứ hai khi ông phải đối diện với những người chống đối, muốn làm nản lòng ông, và những người cộng tác bằng câu nói tiêu cực. Từ khi thế giới thành hình đến giờ, chuyện bệnh phong có gì đổi khác đâu, không thể làm được gì cả đâu. Ông ta cương quyết trả lời, chỉ có một chuyện không thể được là chính chúng ta, những người ăn sung mặc sướng, suốt ngày cười nói, vui đùa, giỡn cợt. Trong khi trên thế giới biết bao người đang đói khát rên la, đổ máu quằn quại thất vọng vì bệnh phong này. Ông muốn nói đến sự ích kỷ, tính dửng dưng của con người thời nay. Một khi vượt ra được cái không thể này, mọi chuyện khác đều có thể. Nói cách khác, nếu có tình yêu thương thật sự, một tình yêu luôn muốn và làm cho người khác được sống và hạnh phúc như mình, tất cả đều sẽ nằm trong tầm tay. Ông Falleroo đúng thật là con người của công lý và hòa bình. Hôm đi thuyết trình cho hội Raoul Falleroo từ Pháp trở về, tôi hỏi ngài như mọi lần. Giảng được không cha? Ông Recipon có thích không? Ông Recipon được ông Falleroo chọn làm người thừa kế điều khiển hội bác ái này. Cha cầu nguyện quá sức, nên Chúa cho mọi sự tốt đẹp, ngoài ý muốn. Ông Recipon và tất cả mọi người tham dự đều rất hài lòng. Họ nói là bài giảng đánh đồng lắm. Ông Recipon dùng danh từ Boulevest, lạy Đức Mẹ. Cha chỉ nói chuyện một cách bình thường, chẳng có tư tưởng thần học sâu sắc gì cả. Không hiểu rằng lại đánh đồng được người nghe, mà lại toàn là những người có trình độ học thức cao. Đúng là chuyện Chúa làm. À, có một chuyện đi hay này. Chuyện gì vậy cha? Cha biết vì rằng công việc của hội bác ái này thành công rồi. Họ đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện
và phó thác mọi sự trong tay Chúa, để Chúa hướng dẫn mọi hành động. Khám phá này làm cho cha xác tín hơn tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Mọi hoạt động, cho dù đó là công việc bác ái đi nữa, nếu thiếu cầu nguyện, từ từ cũng rạc đảm thôi. Hiền thấy không? Công việc bác ái của mẹ Teresa ở Calcutta cho người cùng khổ. Rồi bây giờ, hội Fotheral cho người phong. Tất cả đều đặt nền tảng trên sự cầu nguyện. Vì vậy, cầu nguyện phải là cái nhân trung tâm cho mọi hoạt động của mình. Và những chia sẻ này lại một lần nữa giúp tôi nhớ đến câu nói của Ngài trong cuốn Đường Hy Vọng. Muốn biết việc tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện như thế nào. Nếu con không phải là người cầu nguyện, không ai tin con làm việc vì Chúa thôi đâu. Và cũng với tinh thần cầu nguyện này, Ngài tiếp tục giúp người Công giáo Việt Nam sống đức tin và truyền bá tin mừng trong môi trường sống của mình. Là người Việt Nam, Ngài luôn cảm thấy công việc xây dựng phát triển đất nước và giáo hội Việt Nam thân yêu là bổn phận của mình. Tâm tình này được cụ thể hóa qua những công trình xã hội, văn hóa, tôn giáo mà Ngài đã thực hiện ngay khi mới được về ở tại Tòa Giám mục Hà Nội vào cuối năm 1988. Bây giờ, mặc dù phải đa đoan với công việc ở Văn phòng Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Ngài vẫn tiếp tục chu toàn bổn phận này với nhiều hy sinh và quyết tâm hơn, vì thì giờ của Ngài trở nên eo hẹp hơn. Và tôi sung sướng được góp phần vào công việc ý nghĩa này của Ngài. Một trong những công việc cấp bách đầu tiên Ngài làm cho cộng đồng Việt Nam là bênh vực những người tị nạn đang còn kẹt lại trong các trại ở Á Châu, nhất là ở Phi Luật Tân. Đáp ứng lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, phối hợp viên của Tổ chức Binh vực Người tị nạn Việt Nam, qua bức thư gửi cho Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, Ngài đã liên lạc vận động với giáo hội và chính phủ Phi Luật Tân, cho phép người tị nạn Việt Nam được quyền chọn lựa ở lại đất nước này. Tất nhiên, quyết định thành lập làng Việt Nam tại Phi là thành quả đóng góp của nhiều người và nhiều tổ chức thiện chí khắp nơi. Nhưng tiếng nói của Ngài với tư cách đại diện một hội đồng giáo hoàng của Tòa Thánh trên quyết định nhân đạo này của chính phủ Phi không phải là nhỏ. Tuy nhiên, lần đầu tiên Ngài chính thức đến viếng thăm và giảng dạy cho người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sau khi rời Việt Nam là dịp Đại hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng Công ở Missouri vào tháng 8 năm 1995. Hàng chục ngàn người tại đại hội hứng thú nghe lời Ngài giao giảng, được đóng ấn bằng chính những kinh nghiệm sống của Ngài. Và điều ngạc nhiên cho người nghe là Ngài không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ. Trái lại, Ngài luôn nói đến yêu thương và tha thứ, khuyến khích mọi người sống đạo trưởng thành để thanh hóa bản thân, gia đình và xã hội, sống đúng căn tính của người Công giáo Việt Nam. Và để giúp đạt được mức độ trưởng thành này, Ngài đưa ra một số nguyên tắc dẫn đến thất bại cần phải tránh, cũng như những nguyên tắc đưa đến thành công cần phải thực hiện. Những suy tư này thật ra đã được Ngài nghiền ngẫm trong thời gian mất tự do và được Ngài đặt thành tên Thập Đại Bại và Thập Đại Thắng như sau. Thập đại bại của lãnh đạo. Thứ nhất, kiêu căng, xem người như máy móc, độc đoán, chẳng chịu nghe ai, bảo thủ ý kiến. Thứ hai, băn khoăn, bi quan, khiến cho người nghe cũng đâm hoang mang. Thứ ba, không biết dùng người, không chọn người, không biết huấn luyện,
không hòa mình, không khoan dung, sống cách biệt, giữ óc địa phương. Thứ tư, đa nghi với mọi người, mang bệnh do dự mãn tính, sợ mất lòng, thay đổi ý kiến như trong chóng. Thứ năm, tự ôm đồm bao quát tất cả, lạc lõng trong những chuyện vụn vặt, phiền toái không phân biệt đâu là chính yếu, đâu là phụ thuộc. Thứ sáu, miệng nói rất khéo, nhưng làm thì khác. Cuối cùng chẳng ai tin. Tuyên bố rùm beng, nhưng sống và hành động không ra gì. Gặp khó khăn thì buông xuôi nản lòng. Thành công thì hoanh hoang tự đắc. Và cướp công vô ơn với kẻ thành tâm giúp mình. Thứ bảy, dấn thân nửa vời. Thịnh thì xu thời, xông pha cứu trợ người thắng trận. Suy thì rút lui nhẹ nhàng, không chịu trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác. Thứ tám, không có chương trình và kế hoạch, hăng tiết theo cảm hứng, thích tấn công, khó chịu khi nghe sự thật mất lòng. Thứ chín, ích kỷ, chỉ tìm danh lợi cho bản thân mình, sợ người khác hơn mình, giấu kỹ những kinh nghiệm của mình. Thứ mười, không cầu nguyện, chỉ tin vào tài năng và mưu mô, thủ đoạn trần tục, trông cậy vào quyền thế. Thập đại thắng. Thứ nhất, khiêm tốn, trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân, uyển chuyển linh động, lắng nghe sáng kiến mọi người, rồi suy nghĩ, lượng giá. Thứ hai, ý thức, tin tưởng sứ mạng của mình như một ơn Chúa, bình tĩnh trước mọi biến cố. Thứ ba, có thuật dùng người, chấp nhận đối thoại, tìm hiểu từng người, tâm hồn quảng đại, biết quên bỏ những lỗi lầm của kẻ khác, lắng nghe bạn bè khuyên bảo, và nhất là biết nghe kẻ thù chỉ trích. Thứ bốn, tín nhiệm cộng sự viên, xem, xét, làm, quyết định sáng suốt, thực hiện cho kỳ được. Thứ năm, chia sẻ trách nhiệm với các cố vấn, chuyên viên, cộng sự viên, luôn học hỏi trau dồi thêm khả năng. Thứ sáu, nói ít làm nhiều, luôn luôn trọng kỷ luật. Đi tiên phong, nêu gương sống trong mọi lĩnh vực. Nhìn thẳng thực tế, khách quan, khiêm tốn lúc thành công. Chia sẻ niềm vui với cộng sự viên. Kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ thất vọng. Thứ bảy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ mệnh. Can đảm nhận trách nhiệm, cùng thành công, cùng thất bại. Không bao giờ làm tổn thương tình huynh đệ. Tình nguyện nhận điều khó cho mình và để cay rễ cho cộng sự viên. Thứ tám, trước mỗi việc đều có chương trình kế hoạch. Sau mỗi việc đều kiểm điểm chân thành, phê bình và tự phê. Sợ tâng bốc, thích nghe nói thẳng, nói thật. Thứ chín, chỉ tìm phục vụ, quên mình vì đại cuộc. Xác tín mình chỉ là khí cụ trong tay Chúa, nên chỉ tìm ý Chúa. Giữ vững lập trường, thấy ai hơn mình thì vui mừng, chuẩn bị cho tương lai. Dọn đường và trao hết kinh nghiệm cho người kế vị mình. Thứ mười, trước mọi công việc, trong mọi khó khăn, biết cầu nguyện, tìm ánh sáng và sức mạnh nơi Chúa. Bàn hỏi với Chúa trước hết, phó thác cho Chúa trọn vẹn. Hy vọng trong thất vọng. Cứ vui vẻ tiến lên, ngày mai có Chúa lo. Trong 20 nguyên tắc giúp sống trưởng thành này, tôi thích nhất là nguyên tắc thứ 10 của Thập Đại Thắng, vì đây là điểm nòng cốt
làm nền tảng cho tất cả những nguyên tắc tiêu cực cũng như tích cực được Ngài nêu ra. Nếu một người thật sự hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, biết cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, thì chắc chắn người đó sẽ tránh được những điều tiêu cực, biết vận dụng đúng mức những khả năng Chúa ban để hành động và đối xử một cách siêu nhiên, nhân bản với những người cộng tác. Nhờ đó, công việc gặt hái được nhiều kết quả hơn. Nhưng ngay cả khi xem ra thất bại, người đó vẫn vui vẻ chấp nhận và can đảm tiến lên trong tinh thần hy vọng và phó thác vào Chúa. Càng đọc đi đọc lại những nguyên tắc này, tôi càng thấy rõ, chính Ngài đang sống một cách hài hòa những điều do Ngài viết ra. Hay nói đúng hơn, Ngài viết ra những điều mà Ngài đã kinh qua bằng chính kinh nghiệm sống. Vì thế, những lời của Ngài luôn có tính thuyết phục cao, mà không thuyết phục sao được. Khi mỗi ngày tôi lại được chứng kiến tận mắt tinh thần cầu nguyện sâu thẳm ở nơi Ngài. Mỗi ngày tôi càng khám phá ra Ngài là con người yêu thương, tha thứ, con người của hợp tác, hiệp nhất, phục vụ, con người của học hỏi, cầu tiến, con người của hy vọng và niềm vui. Và càng khám phá ra, tôi càng tự động cảm thấy bị mời gọi phải thay đổi. Tháng 3 năm 1996, nhân dịp đến Los Angeles theo lời mời của Đức Hồng Y Mahoney để tham dự Đại hội Giáo lý Toàn quốc, Ngài đã dành nhiều buổi nói chuyện cho Việt Nam tại đây, cũng như tại Orange County, nơi có nhiều người Việt định cư nhất ở ngoại quốc. Sự thành công của buổi giảng thuyết này được Sir Imar, người phi luật tân, đặc trách văn phòng ngoại kiều của Tổng giáo phận Los Angeles, bộc lộ một cách chân thành với Ngài như sau. Chắc còn phải học tiếng Việt để có thể hiểu được những gì Đức Cha giảng và lần tới. Bởi vì các bạn trẻ Việt Nam nghe Đức Cha giảng một cách say sưa, hứng thú, rồi thỉnh thoảng lại cười rộ lên, làm cho con càng nôn nóng. Chỉ cần nhìn vào đó thôi, cũng đủ biết là Đức Cha giảng hấp dẫn như thế nào. Với những bạn trẻ Hoa Kỳ, Ngài dùng chính kinh nghiệm sống của mình, được tóm tắt trong 10 quy luật sống, để giúp mọi người nhận ra sức mạnh giải phóng của Thiên Chúa. Những quy luật sống đó như sau. 1. Tôi sẽ sống giây phút hiện tại một cách trọn vẹn. 2. Tôi sẽ phân biệt thật rõ giữa Chúa và công việc của Chúa. 3. Tôi sẽ nắm giữ một bí quyết là cầu nguyện. 4. Tôi sẽ tìm được sức mạnh của mình trong thánh thể. 5. Tôi sẽ có được một sự khôn ngoan, khoa học, thánh giá. 6. Tôi sẽ trung thành làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu trong giáo hội và cho giáo hội. 7. Tôi sẽ tìm kiếm sự bình an mà thế gian không thể cho tôi được. 8. Tôi sẽ thực hiện một cuộc cách mạng bằng việc canh tân trong Chúa Thánh Thần. 9. Tôi sẽ nói một ngôn ngữ, mang một đồng phục, bác ái. 10. Tôi sẽ chỉ có một tình yêu đặc biệt, mẹ Maria. Và với 10 quy luật sống này, Ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy nhận ra những dấu chỉ thời đại trong gia đình, ngoài xã hội và trên khắp thế giới để canh tân cuộc sống và xây dựng công lý hòa bình cho mọi người. Đó là một cách thức để làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng điểm quan trọng Ngài muốn nói với các bạn trẻ là hãy làm chứng nhân trong giáo hội và cho giáo hội. Vì ngày nay, nhiều người tự xưng đang làm chứng cho Chúa Giê-xu, nhưng lại theo cách thức và mục đích của riêng mình, nhiều khi đi ngược và làm hại chính giáo hội của Chúa. Kinh nghiệm của Ngài khi phải đối diện với những hiểu lầm về giáo hội trong thời gian mất tự do cho thấy tinh thần chứng nhân trong giáo hội và cho giáo hội này. Thay vì lao mình vào những tranh cãi không có lối thoát, Ngài đã kiên nhẫn viết ra những danh từ tôn giáo từ A tới Z, rồi đưa ra những định nghĩa chính xác cùng với nguồn gốc
và ứng dụng của danh từ đó trong giáo hội. Ví dụ, ba lời khấn của tu sĩ: khó nghèo, trinh khiết, vân phục nghĩa là gì? Việc mục vụ nghĩa là gì? Truyền giáo nghĩa là gì? Viện phụng nghĩa là gì? Canh tân theo tinh thần phúc âm nghĩa là gì? Chính nhờ đó mà những người có thẩm quyền dần dần hiểu rõ một cách chính xác những ý hướng ngay lành của giáo hội qua những danh từ này. Và Ngài rút ra kết luận cho các bạn trẻ: hãy đối thoại trong sự thật và yêu thương thay vì chỉ trích hoặc tranh luận bắt bẻ người khác. Tại Orange County, ngoài buổi gặp gỡ chung cho mọi người, Ngài còn dành thời giờ chuyện trò thân mật với các vị lãnh đạo tôn giáo. Với anh chị em Kersilista và giới trẻ, ở đâu Ngài cũng kêu gọi sống đúng căn tính của người Việt Nam, sống yêu thương, đoàn kết để xây dựng cộng đồng và phát triển xã hội, làm rạng rỡ nòi giống tiên rồng. Chuyến viếng thăm cộng đồng người Việt đầu tiên của Ngài tại đây được một vị đại diện Phật giáo Hòa Hảo đánh giá như sau: phải là một con người như thế mới có thể tạo được sự liên kết, hợp tác giữa các tôn giáo. Ngày Ngài trở về lại Roma, tôi phấn khởi lái xe ra phi trường đón Ngài thật sớm. Đây là chiếc xe hơi hiệu Escort của hãng Ford mà Ngài mới sắm được từ mấy tháng nay, bằng chính tiền lương của mình và quà biếu của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng. Tôi nhớ lại, hôm mới lấy xe về từ văn phòng dịch vụ của Tòa Thánh, tôi đưa Ngài đến thăm lại nhà Feuer phát diệm và được bà Nhất Huy khen một câu thật khó hiểu. Sau khi quan sát thật kỹ chiếc xe màu xanh đậm với biển số của Vatican CV03375, bà lên tiếng: mới nhìn đã biết là chiếc xe này khôn rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi bà: ủa, xe khôn nghĩa là sao vậy ba? Bà Nhất liền cua tay mấy vòng rồi trả lời thật huệ vốn: có nhiều chiếc xe nhìn thì màu mè, dáng dấp của nó đã biết là dài. Còn chiếc xe này thì khôn, nó không dài. Tôi phải nín cười với kiểu lý luận vòng vo của bà, nhưng tôi cũng hiểu được bà muốn nói chiếc xe này dễ có cảm tình. Kiểu nói khôn dài này của bà đã giúp cha tôi nhớ thêm một chuyện nữa của cha già Pháp. Ngài kể lại: ngày trước có một vị lính mục lâm lỗi nặng, bị đức giám mục kéo chén, không cho làm việc mục vụ nữa. Sau một thời gian khá dài, một số lính mục gặp nhau và bàn tính xin đức cha cho lính mục đó làm việc lại. Các ngài mời hỏi ý kiến của cha Gia Phát. Chúng con thấy linh mục đó tội nghiệp quá, định xin đức cha cho phép làm mục vụ lại. Cha nghĩ sao? Cha Gia Phát mới thông thả trả lời thật phản tắc: cha đó còn bệnh. Các cha kia ngạc nhiên vì thấy cha đó không có dấu hiệu bình hoàng chi cả, nên hỏi lại cha Gia Phát: chúng con thấy ngài vẫn bình thường mà, cha nói ngài bệnh nghĩa là gì? Cha già Phạt lúc đó mới vuốt râu, tập vòng vòng mấy vòng rồi trả lời: bệnh nghĩa là không có được khỏe. Các cha bực mình vì kiểu nói huê cả làng của cha già Phạt. May mắn có một lính mục đoán được ý của cha già nên dò hỏi: có phải cha muốn nói linh mục đó chưa dứt khoát từ bỏ chuyện lỗi lầm cũ không? Cha già Phạt mới tươi cười trả lời: đúng rồi, tôi đã nói ngài bệnh, nghĩa là chưa khỏe mạnh, đủ để làm việc lại. Vì vậy, phải chờ thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó, các cha kia mới vỡ lẽ ra. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai, cũng vào giờ này. Xin cảm ơn quý vị. Lạy Cha Giuse, xin hãy thương hộ phù đoàn con dương gian, đời sống kiếm phiêu du. Giờ đây con dâng lên lời nguyện cầu, xin cho đời đẹp màu, tình người thật bền lâu. Tuy rằng cuộc đời là bể dấu, nhưng vững tâm con sợ gì. Ngày xưa du xe nên mẫu gương sạch cho, ngày xưa du xe người công chính khiêm nhường, ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, hương thiên đường nồng nàn, tình ngài vượt thời gian. Nên ngài luôn yêu thương chờ che cho những ai trông cậy ngài. Nào ai đang đau thương chạy mau đến với du xe, cho dù đời trôi trễ hay đang chìm vào đam mê. Kìa ai đang lê chân trong ngõ tối giữa ê chề, nào mau mau chạy đến với du xe ngài dắt về. Ngày xưa du xe nên mẫu gương sạch cho, ngày xưa du xe người công chính khiêm nhường, ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, hương thiên đường đồng nàn, tình ngài vượt thời gian. Nên ngài luôn yêu thương chờ che cho những ai trông cậy ngài. Trần gian bao đau thương và cám bẫy đứng quanh con, xin ngài dìu dắt con qua muôn nẻo đường khó nguy. Lạy Cha Giuse ơi, xin nâng đỡ chúng con luôn, vượt trong gai muôn lối dẫn đưa con về quê trời. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau, nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Giờ đây con dâng lên cùng tiếng Chúa khúc tri ân, đã dụ tình khấn ban cho nhân loại vị thánh nhân. Nhờ ơn Cha Giuse cầu xin với Chúa trên trời, và đưa tay đón rước hết những ai chạy đến người. Ngày xưa Giuse nên mẫu gương sạch cho, ngày xưa Giuse người công chính khiêm nhường, ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, hương thiên đường nồng nàn, tình ngài vượt thời gian. Nên ngài luôn yêu thương chờ che cho những ai trông cậy ngài. Ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn,
hương thiên đường đồng nàng. Tình ngài vượt thời gian nên ngài luôn yêu thương chở che cho những ai trông cậy ngài.